Ăn bánh chưng thế nào để không tăng cân trong dịp Tết? Theo bác sĩ Đào Thị Hảo, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một chiếc bánh chưng có thể cung cấp cho cơ thể khoảng từ 1.500 calo đến 2.000 calo. Nếu chúng ta chia bánh chưng thành 8 miếng, thì một miếng chứa hàm lượng khoảng từ 180 đến 250 calo. Vậy một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 miếng bánh chưng là lượng calo trong cơ thể sẽ tăng lên đáng kể, dẫn đến việc chắc chắn là khó kiểm soát cân nặng. Và đặc biệt, bánh chưng rán thì càng chứa nhiều hơn chất béo do sử dụng dầu mỡ nữa. Vậy thì làm thế nào để ăn bánh chưng mà không tăng cân trong những ngày Tết? Đây là một vài gợi ý của chúng tôi. Đầu tiên, chúng ta cần kiểm soát số lượng bánh nạp vào cơ thể trong mỗi ngày. Đối với mỗi bữa ăn, người bình thường chỉ nên ăn khoảng 1/8 đến 1/4 cái bánh chưng, sau đó hạn chế việc ăn thêm thịt hoặc là tinh bột. Chúng ta cũng nên tránh việc ăn vào buổi tối, vì ăn bánh chưng vào buổi tối thì sẽ tích lũy và chuyển hóa thành mỡ thừa, gây ra việc tăng cân. Ngoài ra thì cũng nên ăn bánh chưng cùng các món giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như là trái cây này, dưa hành này, rau xanh này. Phương pháp trên thì sẽ giúp cân đối tỷ lệ dinh dưỡng, chuyển hóa chất bột thành đường nhanh hơn. Việc kết hợp bánh chưng cùng với rau xanh cũng sẽ làm giảm cảm giác chán ăn và tốt cho hệ tiêu hóa. Nhưng mà ăn cũng vào mồm lắm, nên là mọi người cứ cố gắng hãy hạn chế nhất có thể. Cũng theo các chuyên gia thì những người mắc bệnh lý về chuyển hóa như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, thừa cân, béo phì thì cũng nên hạn chế ăn bánh chưng. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và nhất là kiểm soát cân nặng thành công.